cho sân sâu đi. Quá chế luôn đi. Không có được lấy ảnh, ảnh là của tôi. Tôi lấy bà được không? Không, không. Các bạn phải bút cho em nha. Em cho anh mà. Rất là bút cho em. Nhanh lên. Nhanh đi. Em mở wifi cho anh nha. Đó, chúng ta rồi đâu á. Làm gì mà chân trai vậy? Thở xanh. Thở tắm. Chứ làm gì? Thở sữa ống nè. Thở sữa ống máy lạnh. Hay anh làm người điện lực. Ủa wifi này có đem xuống không trời? Mở lên coi bà. Cái gì điện thoại hết tiền hả? Ủa điện thoại nó có wifi hả? Ở đây nó nạp tiền cho anh. Đây nạp, nạp cho anh. Cũng bắt wifi mà cũng biển tiền quá. Ủa nó xong gì vậy ta? Cái mẹ người ta. Để hồi tôi sắp làm cái gì? Anh như tội đó. Làm gì nè? Nhỏ là nhưng mà anh vậy thì rồi anh đã trưởng thành rồi, cắt con môi chứ. À. ý nó nói anh là các bạn không có bạn nó bậy nó bạ nó anh tìm môi chưa. Ủa sao vậy vô wifi lại cắt gì đâu trời ơi, hình như không lên mạng má ơi. Có em. Có em hấp dẫn. Ở đây có em hấp dẫn. Nãy vô không? Nãy vô không thấy bộ Nhi tính gì vậy? Không thấy bộ Nhi là sao? Đấy là nãy vô không thấy em hấp dẫn gì à? Ủa sao thấy được mà. Làm mấy ai? Em. Ủa sao tắt rồi nè má? Đó vậy là vô đó bà nội. Vui mi bộ Nhi phải không? Đi đâu? Đi đâu trời? Xe có bông chạy bông. Ok, con đi. Rồi, có bông kìa. Trời ơi, sinh nhật hôm qua rồi bữa nay mà. Bữa nay xả tan rồi má ơi. Lấy cái bánh đi. Hôm qua sao qua. Là ai chở qua vậy? Cảm ơn Phạm Phương, người đẹp Phạm Phương nay tặng quà cho em là bó bông đẹp quá trời. Hôm qua sinh nhật em. Hôm kia chứ. Hôm kia anh. Hôm kia. Bấm vô không được. Cứ kỳ đòn nè là con đường của em đó. Ủa tại sao anh không kết bạn với em bằng cái này? Máy khác là cái gì? Anh cũng đang xài Messenger đó. Hay là Facebook thật của Facebook chính, Facebook phụ đúng không? Thôi đủ rồi. Thấy chưa, người ta đâu có muốn cho Facebook phụ của người ta, ủa Facebook chính của người ta. Tiếp này rồi cái gì nữa. Quá đau lòng. Không phải nè, khác là sao? Anh ấy cũng từ Đắk Lắk hay sao? Nhìn ra lại, sao biết hay vậy má? Sao bà nhìn được dùng miền vậy? Dài quá. Hồi chưa nói dài á hả? Chứ nói cái dài hả? Chứ mắt mới dịch nhìn tụi này mà anh xem nó đẹp dài. Mấy con này nó BD không à? Nguyên một đám tụi nó BD không chứ thẳng má ơi. Nó nói có một câu đó thôi là biết nó BD rồi. Chứ thẳng má ơi. Ủa sao bữa xanh rồi? Bít rồi bà. Mới khoảng 200 rồi. Anh là thợ xăm đúng không? Đây là thợ xăm. Bà Nhi, xăm đi bà Nhi. Biết rồi. Xăm đi em. Bà Nhi ơi, xăm đi bà Nhi. Hôm nào đi xăm anh quay lại cho. Đăng Facebook luôn á. Facebook là đang tìm chỗ xăm luôn á. Anh chưa kết bạn với tôi được kìa.
mặt cục này không xài được đập mẹ cho rồi chán ghê cục này xài sao vậy anh đẹp bông đẹp quá à bà mua happy birthday Bội Nhi rất là đẹp ở nhà chân chỉnh hả 4 bông mà tôi đưa về 4 triệu rồi đó nói nghe nè thật sự luôn chưa có thân nhiều không rất là ngại mời mà đưa tấm thiệp cũng xu nữa hiểu không mà thật sự luôn là như vậy đó rồi á có một mình tôi à tôi không có kiểm soát tôi rất là nghe bầu xô của tôi quên mời tôi mời bạn bè đi chơi nhiều người ta nhắn tin người ta trách tôi quá trời rồi nhưng mà nhà cô cái tuổi rồi tôi nhớ là tôi mời anh chạy không có nhớ luôn dạ anh có 4G này. Em ơi cái em áo vàng đó là tên gì vậy? Em tên gì vậy? Tên Cường dễ thương đẹp trai quá trời. Giờ đang nghe đá đi. Sao vậy anh tạm được không? Kỳ vậy? Cường ơi em có Facebook không Cường? Dạ có. Trời ơi cái gì vậy mấy anh? Đúng rồi. Trời đất ơi. Đứng lại em sợ nha. À, anh nhắn tin cho em đi rồi em mất coi xong chỗ. Vậy là em đang ít bạn chung quá nóng cho kết bạn nhé. Anh hiểu không? Anh sợ tôi thấy cái đó chứ gì. Anh để luôn cả màu cái gì cái tim hay màu hồng gì đó thì màu tím. Màu tím là màu chung thủy. Là màu chung thủy đó má, tức là người ta một lòng một dạ chung thủy với cái người đàn bà đó. Tuổi thân chưa? Các bạn được chưa em? Dạ, rồi ôi hay quá chết nghĩ sao cái mặt này mà 20 đến năm mấy đưa giấy chứng minh để em coi liền cái mặt anh sinh năm 2001 anh đó ai nữa cái mặt này là 7798 lấy chứng minh ra nói chuyện anh lấy chứng minh ra nói chuyện với em coi chừng anh 89 đó thì đưa chứng minh đây cái da đẹp rồi hôm qua sinh nhật Bội Nhi á em hôn Bội Nhi cái làm quà đi chứ hôm qua không có tặng sinh nhật bây giờ biết nó không có buồn đâu giờ mình cái làm quà đi. Anh làm gì anh lắc đầu anh nghĩ cái lượng muốn hôn em là dễ sao anh lên YouTube anh coi đi 800 thằng nó hôn em rồi đó anh là cái thằng 801 đó cái đó là tự lừa đó mơ trời ơi trời ơi kìa nó không thiệt anh hôn em đi cho em biết cụ hôn đầu đời là gì nhưng mà nó chưa có nào đủ hôn thiệt hết chưa dạ anh hôn mới thiệt nè trắng quá thật sự luôn thấy không mọi người thấy không chỉ còn mà trắng là đẹp bữa giờ anh đang đi tuyệt long không có xài kem mà người đen mà xài kem lại là da màu trắng hay là trắng bẩm sinh anh ở mấy lần xuống hả đâu nói chuyện không có cái kiếm giả gì cũng không mấy quả thèm không đừng có thèm không có hùng được đâu trời ơi cái gì má bà hùng chứ tôi có hùng đâu má qua hùng cái đi kìa hùng mầm cái đi trời ơi thôi phải giữ mẹ được chưa từ lúc đó đó tám trăm đúng rồi bàn con ủa là im miệng bà đại tôi là độc thân vô tính cô đơn như chẳng cần rồi thôi rồi có má rồi đang quay hổn lắm hổn lắm sao vậy trời trời để hình nền gái luôn hay gì vậy trời sao bà nội anh để hình nền ai vậy để hình nền mặt ổng á quá giải tới bây giờ qua hát khuya má ủa không hát gì sớm qua hát nhà hàng không cho mày đẹp
Rồi mắc cỡ trời, thằng ông cứng lên em. Gồng lên ơi. Anh sướng là vậy hả? Hôm em cái đi. Làm gì thôi. Hôm em cái coi. Tụi nó không có đánh kịp đâu, clip ngày mai mới có mà. Tụi nó không thấy là đánh kịp. Anh dịch gì dịch hoài vậy? Làm gì anh dịch con nó hoài vậy? Trời ơi là trời. Quay thái đô người ta phải không? Bởi hèn gì ông ngồi đây mà ông quái đầu lại hoài à, mấy con quái. Dạ đó, em đang ngồi với chồng em mà nó ngồi bên đây nó mấy tay quá.